một cái bình ga mà bố mẹ cháu Lực đang dùng hiện tại thì là được 6 tháng, coi như là được 1 năm ở quê, ở làng ấy, ở bố mẹ cháu Lực. Ở nhà thì có bố này, có mẹ này, có thêm là cả bà nữa, thỉnh thoảng thì có cả em gái cháu Lực ra ăn cơm cùng nữa. Nhưng mà 1 tháng thì cũng chỉ hết là tiền điện là hết tầm độ. Trước là cháu Lực còn chưa ở trọ đâu các bác, là chỗ ngủ của cháu Lực là ra phía bên này này các bác này, làm việc ở bên này, còn là chỗ ngủ thì ra bên này. Bạt này thì cháu Lực cũng quay là đâu đó là được tầm độ là 3 đến 4 năm rồi các bác. Bạt này thì bị cũng bị hỏng hết rồi này. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới ở trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, ở cái video trước thì nếu mà như các bác có theo dõi được rằng cháu Lực chia sẻ về cái hoàn cảnh của em Sử và em Hải, cũng như là tóm gọn lại là về ba ông cháu được các bác, thì cũng có rất là nhiều những cái cô bác thì cũng có nhìn nhận được ra rằng là từ khi mà hoàn thiện xong nhà thì hai anh em Hải Sử nói là thay đổi rất là nhiều của bác ạ. Thì đến với bản thân của cháu Lực này, cũng không ngờ được rằng là các em lại thay đổi là nhiều như thế. Hay cũng có rất là nhiều những cái lời cô bác cũng có nói rằng là các em là vô ơn này, hay là cháu Lực là làm ơn mắc oán đấy. Thì đấy là những cái lời mà nhận xét của các bác. Thì sau khi mà cháu Lực chia sẻ những cái video của cái video là có một bác là có nói rằng là cháu Lực là lấy thức ăn, lấy đồ ăn thức độc là cho hai anh em Hải Sử là để ăn, để không cho không muốn cho hai anh em Hải Sử. Thì cũng cháu Lực cũng có nhận được là cái sự phản hồi của tất cả các bác, cô chú anh chị và khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bản Em, và đặc biệt là được cô Nguyệt là cô có phản hồi lại với cháu Lực và cô cũng có nhắn tin với cháu Lực rồi. Thì cháu Lực cũng rất là mong là cô là thông cảm đấy. Những cái phần quà của cô gửi lên rất là ý nghĩa rồi, nhưng lại có một bác khán giả đấy gọi điện cho em Sử, gọi điện riêng của bác, gọi điện riêng cho em Sử để mà nói em Sử như này. Đối với bản thân của cháu Lực thì những cái cuộc trò chuyện đấy cháu Lực cũng không có nghe được cả đấy, cũng chỉ thấy là bác là có bình luận ở trên kênh thì cháu Lực mới biết, cháu Lực mới biết rằng là đã có bác là gọi điện bảo là không cho em Xử là này kia chẳng hạn, có bác không cho ăn đấy. Thực ra thì tép thì nó là đối với lại là các bác ở dưới xuôi gần vùng biển thì nó là một cái món mà các bác nhìn thấy rất là phổ biến, nhưng mà đặc biệt ở trên vùng cao rất là khó thấy cô bác ạ. Còn con tôm thì có thể là thỉnh thoảng là thấy, nhưng mà tép thì chưa bao giờ thấy cả. Có thậm chí là người ta còn không phân biệt được rằng là tép với tôm cả cô bác. Đấy, khi mà cháu Lực là bị bác nói như thế đấy cô bác, thì đối với bản thân của cháu Lực là cũng hơi buồn một chút. Đến hai hôm nay thì cháu Lực là không có lên chia sẻ là thêm bất cứ hoàn cảnh nào rồi. Đấy, và hôm nay thì cháu Lực là quay trở lại nhà của bố mẹ để mà hộ bố mẹ là một số cái công việc lại ở nhà. Đấy, hôm nay thì bố mẹ cháu Lực là ở trong thôn của bác thì có người mất rồi, có một bà là mất, thành ra là bố mẹ cháu Lực là đi hộ nhà của cái bác mà bà mà bị mất rồi cô bác. Đấy, cũng là anh em trong làng thôi, cho nên là có những cái chuyện gì thì khi nào mà gia đình cháu Lực có chuyện gì người ta cũng kéo về giúp rất là đông. Còn là bây giờ đến lúc nhà người ta có việc gì ấy, thì là phải đi giúp. Ở đây thì hầu như nó là một cái truyền thống cũng như là một cái tinh thần ở trong thôn, trong làng rồi cô bác. Nên sau khi mà cháu Lực chia sẻ cái video mà nói rằng cho hai em Hải Sử là làm ăn thúc độc đấy cô bác, thì cũng có rất là nhiều ý kiến của các bác. Đến hôm nay thì là được là 3.200 là khán giả có theo dõi được 60 cái bình luận
đấy, 60 cái bình luận là 60 bình luận đấy là coi là các bác là động viên cháu Lực để mà cháu Lực tiếp tục là cái công việc này. Không biết là đối với bản thân của cháu Lực thì sau khi mà hoàn thiện nhà của hai ông cháu xong thì có thể là tiếp tục được không các bác? Làm cái con công việc mà thiện nguyện này thì rất là ý nghĩa các bác đấy, nhưng mà đôi khi thì cũng không thể tránh khỏi được những cái sự gọi là tiêu cực cũng như sự là ném lựu đạn hay là ném bom của các bác dành tặng cho Lực cả. Thì nó cũng là một cái bài học đối với lại cháu Lực khi mà giúp các em quá là đầy đủ rồi, và khi mà tiền nong hàng tháng thì cũng đều gửi cho các em đầy đều đặn, thành ra là cái khoản tiền như thế thì các em là sống ở trong thôn trong bản thì quá là nhiều rồi. Nhớ đến với bản thân của cháu Lực như này, có bác này ở nhà này, bố mẹ cháu Lực là một cái bình ga mà bố mẹ cháu Lực đang dùng hiện tại thì là được 6 tháng, coi như là được 1 năm ở quê ở làng ấy, ở bố mẹ cháu Lực. Ở nhà thì có bố này, có mẹ này, có thêm là cả bà nữa, thỉnh thoảng thì có cả em gái cháu Lực ra ăn cơm cùng nữa, nhưng mà 1 tháng thì cũng chỉ hết là tiền điện hết tầm độ gần 100.000 các bác, gần 100.000 thôi. Đấy, còn về ga thì chỉ có dùng là 6 tháng mới thay một lần thôi. Tại vì là ở nhà thì trong làng ấy, bố mẹ là cũng là người làm nông làm ruộng mà các bác. Thành ra là nhà cháu Lực thì cũng có ruộng này, có nương này và có đồi nữa, có cả rừng nữa để chặt cây về để mà nấu bếp. Nhưng lúc nào bận quá thì mới dùng cái bếp ga thôi các bác ạ. Đấy, hôm nay thì không có nói nhiều đâu các bác, thì cũng tâm sự với các bác là một chút thôi. Còn là công việc chính hôm nay cháu Lực là ở nhà là đi đổi công. Đi đổi công là hộ bố mẹ. Hôm nay thì bố mẹ là không ở nhà rồi. Không đi đổi công thì mấy đứa đến nhà mà gặt đấy các bác. Nhà cháu Lực gặt đấy, không có ai ra hộ cả. Đấy, còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực làm một ngày đi đổi công là sẽ như thế nào các bác nhé. Bây giờ phía bên ngoài thì là hôm nọ là bố mẹ cháu Lực có gặt được là 1-2 thửa thôi các bác này. Bây giờ thì dùng đang để phơi. Phơi cho nó khô đi xong lại mới cất vào bao các bác. Trong làng thì nhà cháu Lực thì cũng khá là xộc xệch thôi các bác ạ. Ở đây thì bà là trong lúc mà ở nhà là rảnh các bác này, vẫn còn đi hái cái hạt chẩu này, à đi còn đi nhặt đấy các bác. Đây là bà là ở nhà thì rảnh rỗi không có việc gì để làm đấy các bác, ngoài những công việc mà nấu nước này kia này, xong mà đi nhà thì cũng có cây chẩu đấy các bác, thời gian là bà đi nhặt về, không mà để gom là bà đi đi bán. Ôi, vừa rồi thì cháu Lực có hộ là bác hàng xóm là chở một cái căn xăng, chắc là em gái cháu Lực là cầm đi trước rồi các bác. Đấy, bên này thì là một cái chuồng chuồng trâu này các bác này. Trước là cháu Lực còn chưa ở trọ đấy các bác, là chỗ ngủ của cháu Lực là ra phía bên này này các bác này. Đây, bây giờ xin mời các bác là cùng cháu Lực đi vào tham quan cái chỗ ngủ của cháu Lực một chút các bác nhỉ. Đấy, may mắn là có duyên với lại là các bác Mạnh Thường Quân đấy, cùng đồng hành ở trên chặng đường thiện nguyện đấy. Rồi, ra bên này thì cũng phơi thóc ở bên này khá là nhiều các bác này. Nhà cháu Lực thì để mà thóc như này các bác này, nếu mà không bán đấy, không bán đi một chút nào ấy thì là đủ ăn các bác. Đấy, đủ ăn thì cũng không không thiếu. Trước cả cháu Lực là còn đặt một cái bàn làm việc ở ra bên này này các bác này, xong là làm việc ở bên này, còn là chỗ ngủ thì ra bên này. Bạt này thì cháu Lực cũng quay là đâu đó là được tầm độ là 3 đến 4 năm rồi các bác. Bạt này thì bị cũng bị hỏng hết rồi này. Đấy, hiện tại thì cháu Lực không ngủ ấy, thành ra là mẹ cháu Lực là gấp chăn là đi để vào trong bao tải hết rồi. Lúc nào mà cháu Lực về ấy thì mới lại là lấy ra. Đấy, này thì có nguyên niệm niệm thôi, cũng không chưa chưa có cái giải cả, cũng không ngủ suốt các bác ạ. Lâu lâu về nhà thì mới ngủ có một lần thôi. Đấy, nhà thì hầu như là ở trong làng đấy các bác, thì nhà cháu Lực cũng không có thiếu được là những cái con vật nuôi cả. Đây thì có vẻ như là thấy là một con ngan của mẹ cháu Lực đang 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 ấp được các bác, đang ấp trứng rồi. Cái ngan này thì nó rất là ấy các bác nhá, ngan này ấy là
khi mà mình vừa mới động nộm tổ nó thôi, thành ra là nó sẽ không có ở nữa. Katama ơi, Katama hả, ông cá tiêu à? Đang chuẩn bị đi hộ bác thì bác lại gọi là nhờ tìm một cái ống, mượn cái ống tiêu để mà đi hút hút xăng đấy. Cái này thì bây giờ là thường thường là dùng bằng máy mà dùng bằng máy bằng xăng của bác này, như loại ở nhà chỗ lực này. Ôi này thì phơi bố mẹ chỗ lực không phơi nhiều quá. Bây giờ thì cháu được sẽ phải tìm đá cô bác ạ. À, cũng chia sẻ là một chút những cái hình ảnh là ở gia đình là bố mẹ của cháu Lực một chút thôi cô bác. Cũng rất là mong là các bác thông cảm của bác nhé. Có những chỗ thì còn rất là bừa bộn cô bác ạ. Hôm nay thì nắng rất là đẹp cô bác ạ. Đấy là ở hàng xóm thì ai ai cũng chuẩn bị là thu hoạch rồi. Đấy, gần nhà cháu Lực thì có một cái khe nước này, đến cái mùa mà có nước thì cũng chảy rất là nhiều đấy. Nhà cháu Lực thì còn khá là xanh các bác này, chưa có được thu, chưa có được được tốt mấy. Hôm nay thì là đi hộ nhà bác của bác ạ. Rồi, thời tiết hôm nay thì nắng đẹp này cô bác này. Ở trong quê thì đến buổi tối thì lại bắt đầu là se se lạnh một chút rồi cô bác. Năm nay thì hầu như là gia đình nào cũng không có được là tốt mấy cô bác ạ. Đấy, các bác thì đang chuẩn bị là hộ nhau là gom đi một chỗ này cô bác này. Xong thì một tí nữa tuốt. Đấy, đây là chị dâu. Còn đây là em gái của cháu Lực cô bác. Rồi. Đang đi làm việc nha, là cũng không có nói chuyện được nhiều. Một tí lúc nào mà nghỉ ngơi thì sẽ nói nhiều hơn cô bác. Đấy, hôm nay thì đi hộ nhà bác này. Đấy, trước thì bạn của cháu Lực là có đi lính của bác ạ. Thành ra là còn một số là bộ quần áo của chú bộ đội đấy. Vào đây bóng tải các bác thay áo nổ. Đấy, hôm nay thì là gạt nhà bác này của bác này, gạt nhà bác ở đây. Đây khâu đấy, ta mát bí nè. Đây nữa. Năm nay thì có vẻ như là lúa của bác không có được là năng suất mấy. Thế năm nay thì có vẻ như là gia đình nào cũng gặp là hạn hán này. Nếu mà gia đình nào mà không một năm mà không đủ lượng thóc thì các bác coi như là năm đấy là vất vả đấy. Đấy, đợi anh bạn là hút xong điếu thuốc đó, không là một tí nữa vừa hút xăng là vừa hút điếu thuốc thì nguy hiểm đấy nhở. Cái máy này thì được mấy năm mới nhở? Cái máy này thì đâu đó là tầm độ là được 7-8 năm rồi cô bác ạ, lâu lắm rồi. Ở gần nhà nhau cho nên là gia đình nào mà có cái đồ gì ấy thì cũng biết luôn đấy cô bác. Hôm nay thì liệu là một ngày thì gạt có hết không hả bạn? Không thể được. Không thể được à? Hôm nay trời rất nắng. Hai game thì chơi với nhau là từ nhỏ cô bác đến lớn. Từ cái lúc mà hay người ta theo hay thường thường nói là cởi chuồng tắm mưa đấy. Hôm nay thì thấy là có tầm độ 10 người nhỉ. Đây là đầy quá à? Đầy quá cho nên là phải hút ra bớt rồi. Đấy, các bác thì đang hộ nhau là gom thóc về để một chỗ thì một tí tuốt nó sẽ nhanh hơn đúng không á? Nếu mà như mà có đông người thì là người vác người tuốt rồi. Nhưng mà đây hôm nay là chắc là cũng không có đông người cho lắm cho nên là tập trung. Các bác thì vẫn còn giữ những cái nét đẹp ở trong
của đồng bào người dân tộc Nùng của bác ạ. Còn là mặc trên mình là những cái bộ váy Nùng ấy. Giờ này thì hôm nay là có vẻ như là các bác là gạt được là 1-2 thửa thôi các bác ạ. Dưới kia thì còn nữa, chắc là dưới kia là để một tí nữa ăn cơm trưa xong thì mới lại là gạt được rồi. Đấy, ở trên vùng núi thì là ngôi nhà là ít khi là ở bằng nhau các bác ạ. Một nhà thì ở thấp hơn, một nhà thì ở cao hơn. Thí dụ nhà là dưới kia là thấp hơn thì các bác này, lên trên nhà Duẩn Lực thì lại cao hơn một chút, mà lên trên này thì lại cao hơn và đến tận trên kia kìa. Chỗ đấy là tầm bao nhiêu cân hả chị? Vâng, 30 cân. Tầm 30 cân à? Đấy, các chị thì ở trong làng thì rất là khỏe các bác ạ. Cháu Lực sẽ ghi hình một lúc thì một tí nữa cháu Lực sẽ hộ các cô, hộ các bác. Chứ không là hôm nay là đi lấy công mà một tí là cứ quay phim thì không được cô bác ạ. Mới gặt lúa này thì phải nói là rất là ngứa cô bác ạ. Có vẻ như bác là chưa có đủ đủ sức của bác cho nên là phải vác thêm. Chú giao về tầm á. Các bác thì bảo là quay video không bảo các bác trước để các bác mặc quần áo đẹp thế cô bác. Đây thì tận dụng lại những cái bờ ruộng của bác này để mà trồng cái cỏ voi này. Mình trồng cỏ voi này nhiều thì thứ nhất là mình sẽ không phải là đi lấy cỏ nhiều các bác, không đi lấy xa. Thời tiết hôm nay thì để mà nếu mà gặt lúa này của bác này thì rất là thích hợp. Vừa rồi thì trong lúc là đang gom lúa là để lại một chỗ hết rồi của bác. Nhưng mà không may là cái máy là chưa nổ của bác. Hiện tại thì bây giờ là có hai anh bạn là đang sửa. Không biết là cái này là do vị cái gì đây. Như có vẻ như là chế nó không được ổn định máy của bác. Các bác với lại là các
chị với các em thì đi về nhà ăn cơm buổi trưa rồi các bác ạ. Ăn cơm trưa xong thì để mà nghỉ ngơi chắc đâu đó tầm độ là một tiếng đồng hồ nữa thì sẽ tiếp tục là cái công việc mà của hôm nay. Giờ thì cháu Lực sẽ cùng hai anh bạn để mà sửa chữa máy móc đó các bác. Cháu Lực thì không biết sửa đâu, chỉ biết xem thôi các bác ạ. Xem là có học mẹo được một chút nào không, học mót được một chút nào không đó. Này liệu có phải là do buji không nhỉ? À, đấy, những cái đầu máy như này thì nếu mà biết sửa các bác thì sẽ rất là nhanh thôi. Còn nếu mà không biết sửa thì phải là đem xuống tiệm để cho người ta sửa thì mới được. Đấy, ngoài những cái hôm mà đi lên trên là những cái hoàn cảnh đó các bác, thì cháu Lực cũng sẽ có những hôm là sẽ về nhà là phụ bố mẹ là để làm hay là lấy công mọi cái nữa các bác ạ. Vậy thành ra là khi mà mỗi lần đi đến những hoàn cảnh đấy các bác, thì những công việc mà những hoàn cảnh đấy làm ấy, thì thực sự ra thì đối với lại là các bác thì nó rất là một công việc mà rất là nặng nhọc. Nhưng mà đối với lại bản thân của cháu Lực của bác này thì cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà được cái là cháu Lực là khác các em, là ở chỗ là gia đình của cháu Lực là đầy đủ thành viên trong gia đình, cũng như là đầy đủ và mọi cái tiện nghi hơn cô bác. Nhưng mà ở trong làng, cả cô bác ở trong làng thì cũng không thể mà so sánh được ở dưới thành phố được. Cho nên là khi mà cháu Lực về nhà đấy, có những cái góc mà nó sẽ còn là rất là bờ bộn, cho nên là rất là mong các bác thông cảm. Một người mà chứ tránh các bác lại nói với cháu Lực là một người mà đi lúc nào cũng luôn luôn đi nhắc nhở các em mà là làm cái gì cũng phải là gọn gàng, nhưng mà đến bản thân của mình thì cũng không gọn gàng một chút nào cả. Ở với ông bà bố mẹ thì có những cái đồ đạc quỷ kia ấy các bác, cho nên là còn rất là nhiều lủng thang lủng thủng. Thưa các bác, vừa rồi thì máy của nhà bạn của cháu Lực thì bị hỏng rồi, thành ra lại tiếp tục là di chuyển đi xuống nhà cháu Lực để mà lấy về. Thì bây giờ sau khi mà sửa xong ấy thì hai anh em là chắc là cũng về nhà là ăn cơm buổi trưa đã. Trước bạn là đi lính được mấy tháng ấy nhỉ, đợt đấy? Đợt đấy tôi đi 24 tháng. 24 tháng là 2 năm nhỉ? Đúng rồi, 2 năm. Đi vào trong quân đội thì sẽ rèn luyện được cho bản thân của mình rất là nhiều những cái tính kỷ luật rất là cao. Thế là đi đấy thì đợt đấy bạn là đóng quân ở đâu? Mình ở 174 Yên Bái. Thế là Yên Bái. Thế Yên Bái xong là còn đi vào thêm vào chỗ nào nữa không? Không, đợt đấy là mình tân binh ở đấy luôn. Xong là mình đồng hóa ở đấy. Ra quân mình cũng ở đấy luôn. Đi qua cái khe suối này thì là bạn có nhớ rằng là cái hồi mà mình còn nhỏ hay là đi vào khe suối để tắm này các bác này? Nhà của hai anh em thì cũng khá là gần nhau các bác ạ, cũng không có xa đâu. Hầu như là có những công chuyện gì là đều là đi đến với nhau hết. Nhà ở dưới kia là nhà của anh trai của bạn là cháu Lực. Hôm nay thì anh cũng đi lên trên đám ma đấy các bác. Dưới này thì có thêm một chút ao cá nữa. Thửa này là hôm nọ là gạt rồi đấy nhở? Đúng rồi, gạt rồi. Nhà của bạn là cháu Lực thì cũng đang chuẩn bị là gỡ những ngôi nhà cũ này đi này cô bác này. Ngôi nhà thì cũng đâu đó là làm tầm độ là phải mấy chục năm rồi đúng không ạ? Từ thời ông bà rồi. Xin chào mọi người, đây là nhà của mình. Dạo này đang tiến hành sửa sang một chút nên là nhìn hơi là rắc rối. Nhà của bạn thì phải nói là cũng gọn gàng hơn lại so với lại nhà khác rồi các bác. Tại vì là bố của bạn thì làm bên bí thư ở bên trưởng thôn này. Xi thì chỗ này được bao nhiêu tấn rồi? Chưa, chắc 2 tấn rưỡi. 2 tấn rưỡi thì cũng độ đâu đó gần 50 bao rồi nhỉ? Ừ. Cầu thang thì cũng bị là hơi mòn mòn một chút rồi, lâu năm quá. Đến bây giờ lớn lên rồi thì mới ra ngoài là đi kiếm được là những cái đồng tiền về để mà phụ bố mẹ. Xong là cũng như là làm cái tổ ấm riêng cho bản thân của mình nữa.
Ở đây thì có vẻ như là cái này là hướng cửa đúng không? Đây. Đây là đo để mà cái hướng cửa khi mà mình chuẩn bị là gỡ nhà này đi xong là chuẩn bị đào móng của bác ạ. Có vẻ như là đi rửa chân tay đó. Đấy, trong này thì là nhà bác là có nuôi gà này của bác này. Tận dụng lại cái sàn nhà trước kia là dưới này là nó nuôi trâu ấy, nhưng mà sau khi mà lâu lắm rồi thì các bác cũng bên chính quyền hay tuyên truyền rằng là làm chuồng trâu ra phía bên kia. Đây là quả sổ đây anh nhỉ. Đấy, cái này là không biết là ở dưới thì xuôi các bác có không, nhưng mà trên chỗ lực trên quê là cái mùa này là có cái quả sổ lại luôn. Có sổ như này này các bác này. Quả sổ thì được chấm với lại một chút là đây là mắc khén cũng với lại ớt muối nữa. Vậy trên kia thì cũng có thấy là nuôi là vài con chim mà bồ câu. Bồ câu này bây giờ có bao nhiêu con rồi? 8-9 con. Ở đây thì chắc là bác với lại bà là ở nhà là bóc lạc ra để phơi này. Cái hạt này thì chắc là chỉ để ăn thôi bác. Còn để làm giống thì chắc là phải chọn những cái hạt nào mà nó to này. Nó to như này thì mới đủ tiêu chuẩn để mà làm giống được. Ôi ở đây còn nuôi cả sóc này. Đấy. Bắt được một chút sóc ở ngoài rừng ấy, về để nuôi. Rất là đẹp. Các anh ăn cơm chưa? Đấy, các bác thì về nhà trước là ăn cơm rồi các bác này. Đấy, bữa này là gọi là bữa phụ thôi đấy các bác. Bữa chính tối nay thì bắt đầu mới có thịt gà. Đấy, nhưng mà phải nói là cũng đầy đủ là protein đầy đủ, chất đạm này, có hết. Cái này là măng xào với lại nhộng với nhau nhỉ? À không phải, măng xào. Các bác ăn cơm chưa? Ăn rồi. Bát cơm chưa bác? Đồng của mam. Đồng của mam nào? Vậy còn là bây giờ thì hai anh em là vào muộn hơn của bác thì sẽ ăn sau. Bạn của cháu Lực thì lần đầu là lên sóng của bác ạ, thành ra là nói chuyện là hơi ngại một chút. Đấy, có những cái câu mà sẽ hơi nhấn mạnh thì rất là mong là các bác thông cảm của bác nhé. Hiện tại thì đã cùng với lại là các cô bác thì đã ăn cơm xong rồi các bác ạ. Ăn cơm trưa rồi nhưng mà đến 1 giờ chiều thì mới được ăn cơm. Bây giờ thì chuẩn bị là sẽ đi vào và tút lúa các bác.
thưa cô bác, tôi nói là cái công việc đồng áng này thì rất là vất vả cô bác ạ. Nhưng mà ở trên ở trong làng, trong thôn thì nếu như không có công việc này thì bà con không biết là phải làm cái gì ra để mà có được gạo, được thóc nữa. Ở đây thì công việc là ai nấy cũng đều có một công việc là rất là rành mạch này các bác này. Rồi thì cũng được có tuốt đấy các bác. Tuốt thì cho em gái của cháu Lực là hộ một chút. Cháu Lực sẽ lại tiếp tục là đổi công việc khác. Dơm này thì bà con cũng tận dụng lại các bác nhé. Tận dụng lại để mà máy nứa dự trữ trong mùa đông ấy. Không là máy nứa mùa đông là không có cỏ đâu. Này là phải phơi ở trong ruộng bao giờ cho nó khô rồi thì mới lại gom lại, xong là đi đi để vào cái chuồng trâu đấy. Cái dơm này thì cháu Lực là nói một chút cô bác nhá, thì mong rằng là các bác đừng có nói cháu Lực là những cái điều xui xẻo cả. Ở trong làng cháu Lực cũng đã từng chứng kiến được rằng là gom dơm vào để trong nhà rất là nhiều đấy, nhưng mà ở nhà là có con cái này nghịch lửa, xong là bị bén, xong là bị đến nỗi mà thiêu rụi là cả nhà luôn. Tuốt ra rất là nhiều rồi mới được có một bao thóc này của bác này. Đấy, đâu đó là làm độ tầm 15 phút thì mới được là một bao thóc. Đấy, tuốt 15 phút đấy con cô bác. Còn chưa tính đến những công đoạn nào mà công đoạn là gặt đây, xong là vận chuyển. Cái mùa này thì vào cái mùa mà trăng sáng này cô bác này. Hồi nhỏ cháu Lực cùng với lại là các bạn xung quanh gần nhà nữa là buổi đêm ấy, buổi đêm là còn là đi vác, lúc nào mà nó khô ấy, buổi đêm là đi vác dơm này về nhà đấy, đổi công với nhau. Thường là ở trong làng thì làm cái việc gì cũng hay đi đổi công đúng không bác, ít ai lấy thuê lắm. Hôm nay thì chắc là chỉ có đâu đó là tầm độ 1 đến 2 người là gia đình bác là thuê thêm người thôi. Ở đây thì thấy là ruộng là bị sạt này các bác này. Năm nay thì là bị do thiên tai là bị sạt lở rất là nhiều. Đây, ra phía bên này thì thấy là nhà bác là cũng trồng khoai này. Trồng khoai này xong là trồng cái cỏ đỏ đỏ thế này, này. Đây, cỏ voi đỏ đấy các bác. Còn một loại là loại voi trắng này. Ở dưới nhà cháu Lực thì hàng xóm là trồng cái loại cỏ voi này rất là nhiều các bác ạ. Còn là bỏ ruộng để mà trồng nữa. Đấy, như cái thửa ruộng này này thì là bỏ ruộng để mà trồng trồng cỏ voi rồi. Nhà cháu Lực thì ở dưới này là có bỏ là hai cái thửa ruộng các bác ạ, hai cái thửa ruộng để mà trồng trồng cỏ này. Cái sắn này thì không phải. Đây ở dưới kia thì nương nhà chú hàng xóm này bị mất mùa rất là nhiều các bác ạ. Ra góc bên này thì bị mất nhiều hơn. Thế kia thì có vẻ như là gần rừng quá ấy. Gần rừng quá xong lại bị mất mùa. Phải ra đây review nhiều quá, tí lại cái công việc của cháu Lực này chậm mất rồi các bác ạ. Ai này cũng đều rất là bận rộn. Vậy có lẽ là bây giờ cháu Lực sẽ phải là dừng ghi hình đó các bác ạ. Dừng ghi hình để mà cùng các bác là làm nhanh một chút. Đấy, không có cháu Lực thì các bác vẫn làm nhanh thôi. Đấy, nhưng mà có thể là có cháu Lực vào thì sẽ làm nhanh hơn này các bác. Có thêm một người ấy, có thêm một đôi tay chẳng hạn. Vậy sau một thời gian làm thì có vẻ như là máy ở bên đây là hơi trục trặc một chút rồi các bác ạ. Được đâu đó tầm độ là được 2 bao luôn này. Này là nó bị lún xuống đấy các bác, thành ra là bây giờ là phải sửa lại. Ở
Đang làm thì bây giờ thời tiết là các bác nhìn ở trên này, là máy đen kéo đến thôi. Rất là sợ mưa này, mà trong khi đó thóc thì còn rất là nhiều. Để mà làm ra được một cái hạt thóc này, phải nói là rất là vất vả của bác ạ. Rơm nhiều quá thì ra là nó bị cuốn hết rơm vào những cái vòng bi, là tốc độ nó quay là chậm hơn. Thời trước kia thì là còn dùng bằng là máy thủ công là nhiều, nhưng mà đến bây giờ thì bắt đầu là hiện đại hơn các bác, dùng có thể là người ta dùng bằng máy điện này, dùng bằng máy xăng, máy dầu nữa, nhưng mà máy xăng dầu thì vẫn là được chuộng nhiều nhất này. Đây, đây này, đây thì bị cuốn hết cả vào trong rồi. Đây này không biết là gỡ ra được không. Này không biết là có cần phải tháo chỗ này không nhé. Đây, vừa rồi thì có bác còn chơi luôn cả một túi quả sổ này của bác này. Vừa rồi thì nãy thì đang nói dở. Quả sổ này thì không biết là dưới xuôi các bác thì gọi có không hay là tên gọi nó là như thế nào, nhưng mà cái quả này thì vị nó ăn chua chua này, chát chát này, có những quả thì rất là ngọt. Quả nào mà nó bị rụng cuống như này thì nó mới ngọt hơn. Quả này ăn ngon không? Ăn được không ạ? Bác có lấy súp về không? Hết xăng à? Cái nhà của dân thì gạt hết chưa dân nhỉ? Em gạt hết rồi. Hết rồi à? Bây giờ thì đang tranh thủ thì gửi một lời chào tới các ông các bà thế nào? Cháu xin chào các ông các bà. Đấy, hôm nay thì bé thì đi đâu hết rồi? Bé lớn thì đi học rồi ạ. Với lại bé nhỏ thì bà cụ trông ạ. Đấy, em gái của cháu Lực thì là lập gia đình sớm hơn cô bác ạ. Bây giờ thì đã có một cái tổ ấm riêng rồi. Đấy, cũng may mắn là có thêm hai tiểu công chúa nữa. Ủa, tốc độ đâu đó tầm độ 30 phút thì mới được là 2 bao. Tương đương với lại là 1 bao thì sẽ rơi tầm độ 15 phút. Vừa rồi cháu Lực cân chỉnh nữa. Đấy, bây giờ thì lại tiếp tục là cái công việc rồi. Cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm đâu các bác. Nhưng lúc nào rảnh cháu Lực là ghi hình. Sau một cái thời gian thì đâu đó tầm độ là được 2 đến 3 tiếng của bác ạ, thì mới tuốt xong là những cái bó lúa mà vừa rồi có bó lại này các bác này. Thì đâu đó là cháu Lực nhìn thấy là được tầm độ là 1, 2, 3, được tầm độ là 6 bao dưới của bác ạ. 6 bao dưới là gần 7 bao. Thời xưa mà chưa có cái máy này này cô bác này, thì hồi máy cháu Lực là còn nhỏ đấy, dùng bằng cái lư đâu cô bác, cái lư để mà đục đéo những cái khúc gỗ ra để thành làm, để làm thành nhá. Ở dưới kia thì có một số bác thì đã đi gạt trước rồi, để gạt trước để một tí nữa chuẩn bị là chuyển cái máy này đi xuống dưới đặt chỗ nào đấy nó khô ấy, xong lại tiếp tục đặt quất ở dưới kia luôn. Đấy, đâu đó là tầm độ là 1, 2, 3 một thửa to với lại là 3 thửa nhỏ nhỏ các bác ạ, được tầm độ là 7, 6 bao dưới. Mỗi năm thì được chỗ này được bao nhiêu bao? 24 bao.
Nhưng mà cả bên dưới hết lên chứ hay là nguyên chỗ này? Còn đây chỉ tay nào má? Thiếp cả tay á? À, thế là năm nay là hao hụt đi là gọi là một nửa thôi cô bác này. Năm trước thì bác có chia sẻ rằng là được là 12 bao. Đấy, nhưng mà năm nay thì không phải là không biết cách chăm sóc đâu cô bác nhé. Mà vẫn chăm sóc là như mọi năm rồi. Nhưng mà có vẻ như là năm nay là hạn hán là nhiều hơn. Đấy thì mới được là 6 bao rưỡi thôi. Đấy còn cái vỏ thóc này thì là được hẳn chắc đâu đó. Vừa rồi thì bác trai có lấy đi xuống nhà là một bao trước rồi. Bây giờ chắc đâu đó được tầm hơn gần 2 bao. Gần 2 bao nữa các bác. Hơn thì không nói nhưng mà gần đó. Đây là một tí chuyển đi xuống dưới kia tuốt luôn chứ. Mày có chỗ phơi rơm rồi. Đây, hàng xóm thì có một số nhà người ta cấy trước ấy cô bác ạ, thì đã gặt trước rồi. Còn là những nhà nào mà cấy sau thì sẽ lại gặt sau. Nếu mà mọi lần nữa cô bác, mọi lần thì như năm trước ấy, như năm trước đến cái mùa mà phơi ấy, gặt xong rồi thì phơi đấy cô bác. Thời tiết mà nó khô ấy thì dùng cái máy phát cỏ ra, cái máy phát cỏ ra để mà gặt lúa xong là phơi luôn. Nhưng mà đây thì sợ rằng là trời mưa, rồi sợ rằng là trời mưa thì là không có dám gặt để mà phơi nữa. Gặt được chút nào thì tuốt chút đấy thôi, để qua đêm thì sợ rằng là trời mưa. Thời tiết như này thì các bác nhìn thấy đây, ở bầu trời thì mây kéo đến rất là nhiều rồi. Vậy ngoài những cái thước phim và những cái hình ảnh cô bác, cháu Lực lên trên những hoàn cảnh khác đấy thì đâu đó là những còn những công việc là ở nhà, là trong làng đấy, ở trong thôn làng thì để mà những công việc mà làm nông này không biết làm thì nói lại hơi ba hoa chích chòe một chút cô bác ạ. Và hôm nay thì sẽ xin phép các bác là một cái thước phim và một cái video không có lên trên những hoàn cảnh khác. Rất là mong là sẽ được sự yêu quý của các bác và cho cháu Lực là thêm là những cái động lực mà lớn hơn để tiếp tục là đi chia sẻ những cái hoàn cảnh khác. Đôi lúc thì cũng sẽ nghĩ là cái công việc thiện nguyện của mình thì sẽ phải dừng lại vì là áp lực quá của bác ạ, không có thể mà làm vừa lòng thiên hạ được. Tại nhưng mà nếu mà như có cái gì đó sai đấy các bác thì cháu Lực sẽ cố gắng khắc phục để mà sửa chữa cái bản thân của mình được tốt hơn, để đóng góp được cho quê hương của mình nhiều cái nó tốt đẹp hơn. Vậy cũng như là các bác mà yêu quý tới hoàn cảnh nào cũng á, thì các bác gửi cái lời mà làm sao mà dạy dỗ được các em là cũng được rồi, chứ đừng có gửi những cái ví dụ như là tiền chẳng hạn các bác ạ, thì các em sẽ sinh ra một cái tính ỷ lại rất là lớn. Kể cả như đối với bản thân của cháu Lực này các bác này, là một người mà cũng biết đi ra ngoài là kiếm tiền rồi đấy. Đấy nhưng mà mình vẫn phải là tiêu làm sao mà chắt chiu là từng đồng một cả. Tại vì là xuất phát là ở khung vạch đích rồi, cho nên là làm sao mà phải phấn đấu. Tại ra bên này thì thấy chị là đang gọt quả sổ rồi các bác ạ. Cái quả này thì khi mà nhìn thấy gọt thôi là đã thấy là chảy nước miếng ra rồi. Hãy tranh thủ cái thời gian mà đang nghỉ ngơi này các bác này. Thì nhấm nháp một chút. Cái này thì cháu Lực nhìn thấy là ở đây thì có một bát đậu xí chị nhỉ? Thấy không? Đấy. Cái bát đậu xí này các bác này, chấm với lại là cái quả sổ này thì rất là đặc sắc. Có những một số các bác là ở dưới, ở các bác ở thành phố là không biết quả này là quả gì đâu. Thấy chị thái thôi là cảm giác như là tiết ra cái tiếng nó bỏ ra nhiều quá. Ngày hôm nay thì cháu Lực xin chia sẻ là một cái video ngoài những cái lúc mà lên trên bản ra đấy các bác, thì còn về nhà là có làm thêm là những công việc gì nữa các bác. Thì nếu như mà sau này mà không có công việc gì cô bác ạ,
Nếu mà như bỏ cái nghề mà YouTube đấy, từ thiện đúng không á, thì cũng quay trở lại làm nông rồi. Rất là mong là sẽ được sự yêu quý của các bác nhiều hơn để đi chia sẻ thêm những hoàn cảnh khác để mà giúp đỡ được những hoàn cảnh đó một cái phần nào đấy. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Và xin chào các bác, anh chị. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.